Xin chào tất cả bà con cô bác nhé. Mình đang đi trên đường phố thì thấy có hai anh chàng này đang mang chim, không biết là mang chim đi đâu các bạn ạ. Có vẻ như là mang chim đi dạo phố hoặc là mang chim đi chơi thì phải. Con chim này cũng rất lạ, không biết là chim gì, không biết là mọi người có biết đây là con chim gì không? Rồi chúng ta cùng đi xem theo xem như nào nhé. Không biết là con là chim thì trông rất là lạ các bạn. Rồi, vậy là người ta đã trái rồi. Đi theo xem nào các bạn. Chào các bạn nhé, có vẻ như là không phải là họ mang chim đi chơi mà là mang chim có vẻ như đang giao dịch, có vẻ như đang mua bán chim thì phải, phía sau lưng mình các bạn. Đấy, có vẻ là có một cuộc mua bán chim đang diễn ra. Nhưng mà mình cũng không nắm bắt được vấn đề cho nên là thôi, mình cũng chỉ nói tới đây thôi các bạn ạ. Và xin chào tạm biệt tất cả quý vị các bạn nhé, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé. Bye bye.